Chào ông ơi, nay buổi sáng thứ năm á, luôn á, sáng thứ tư á, rồi hôm nay chỗ mọi người xem sao nào liên hệ á, điện thoại 0349653147. Đầu tiên, phải cái cửa này, này về bánh này về xin thêm á, có cái móc kem theo này. Này chưa cho mơ gì nữa hết. Về một cái cảng cửa này. À này 70.000. Rồi mình chế cái lưỡi bò vào. Cái này thì lưỡi vẫn còn nguyên này. Cái gì mở ra đó. Đây. Này chưa vô mở gì. Hơi kẹt. 5870.000. Thế không có bồ à. Kéo hát tốn này. 100.000. Năm chín 100.000. Bộ kéo tốt này. Tiếp theo cái kéo cắt phải này. 50.000. Giá 24. Sáu mươi 50.000. Hai đục gỗ. Này 3 phần á. Này 5 phần á. Xẹp con đẹp á. Về mảnh ma thêm nữa. Nó lạng đã. Hai này 100.000. Cái này dài này. Cả con Nguyễn này. Xẹt sau 100.000. Cái kia chấm lui này 30.000. 30.000. Sau 2 30.000. Hai cái bấm vơ này. Ba mươi nghìn về mua bầm cái ghim ngoài bỏ vào á. Sáu ba 30.000. Này về mảnh phải kiếm lo xó. Cái này gậy lo xó này. Lo xó móc từ đây này. Đến đây này. Móc đây nó bị gậy này. Thế kiểu là sao bỏ vào. Sao 30.000. Một cái cao rề này. Một cái kẹo. Còn mọc á. Hai cái 100.000. Thẹp. Dài 18 á. Kẹo dài 18. Sọc tư 100.000. Hai đầu búa này 50.000. Đẹp. Này thì hơi sức sức nha. Nặng 53 lượng á, 35 lượng. 65 hai cái đầu búa 50.000. Bấm bấm lỗ á. Vừa vừa. Về mà anh bỏ cái dây vào đây này. Bấm. Này hơi to rồi. Khó test á. Đây. 30k. Sáu sáu 30k. Tiếp theo cuộc chim hai đâu á. Cuộc chim hai đâu. 250.000. Sáu bảy 250.000. Hai lưỡi cắt gỗ, lưỡi con cả nguyên,
một lưỡi là 18 năm, một lưỡi là 22 năm, cột 20, cột 25. Con Khảo Nguyễn á, hai lưỡi này 70.000. Sáu tám hai lưỡi 70.000. Theo cái cày này, này hàng bài á, từ từ về nhiều bạn con cái này 50.000, đưa kính 18 á, 18 này dùng để đánh đánh trống á, 69 50.000. Hai mani, hai tận tay do này. Cái này thì không có hiểu. Hai này 70.000. Bảy mươi nghìn. Có cái mũi đục sẹn nè, chân 17 lý á, này 250. Bảy một 250.000. Có cái pháo như này 30.000. Pháo này. Gì? Ba bảy hai 30.000. Bộ đục đột 50.000. Đột bảy ba 50.000. Đột đục gỗ rồi bộ thịt mở bộ rí, mở bộ rí các loại này 50.000. Này về vừa bạn vừa sai, bộ này 50.000, 74 50.000, bộ giá độc dậy này, về bỏ cái thay lưỡi mới vào là sai thôi, 70.000, bỏ lưỡi mới vào là sai thôi, có 70.000, 75 70.000. Dùa lưỡi cưa 50.000. Gai 15 á, 76 50.000. Mấy cái chọt này, cái chọt này 5 cái 80.000. 80.000. Xin lấy cho 77 780.000. Xem có cái đồi 3 tấn hàng này. 3 tấn hoặc đồng bình thường á, cái này hoặc đồng bình thường như mày ăn á, 3 tấn 300.000. Bảy tám 300.000, chưa có phí ship á, phí ship 50.000 nữa. Thế không có bộ cái mười đục này 100, chừng mười bảy lý, nhà tầm hai mấy, 79, 100.000. Thế cái đồi này 2 tấn á, ép 2 này. Đồ của Nhật á, quả bán lại này, hoặc đồng bình thường á, lên xả này 250, quả lại đổi 2 tấn á, bảng như này á, về bánh cắt đầu trên ăn thì cắt, có cái bát này to để cho nó vững á, người ta cũng cắt cái này
180-250 nghìn theo cái bùa này. Bùa bí người ta hang cảng sắc vào này, Maruki này 30 nghìn về là động luôn á. Tầm 130 nghìn theo bộ Long Vương này 70 nghìn cảng này về mà ăn về chín thêm ca làm rau luôn này 70 nghìn xét tạm 270 nghìn treo sát cày này 100 nghìn nó hơi cong cong nhẹ này. Đường kính của nó 19 đô thôi, da chín mới á, tầm 300 nghìn thứ có mờ kẹo này, mờ kẹo này 100 nghìn kẹo này có cái thì gãy cáng á, mà ít lắm, ít cây gãy cáng lắm. Về mà ăn về xin thêm á, không có cái hộp này bằng cái eo trong á, tầm tứ 100 nghìn tầm lắm lấy bao này, lấy bao 100 nghìn lấy bao không á, lấy bao không đó. Tầm 5-100 nghìn. Rồi hẹn anh lên tiếp theo.